Kính thưa quý vị ân nhân Hội Bác Ái Francisco, ngày hôm nay con có mặt ở chùa Pháp Tánh và kế bên con là thầy Pháp Bảo đang chủ trì chùa Pháp Tánh nơi các bé mồ côi đang được cưu mang. Và hôm nay thì con đến đây trao phần quà của cô Oanh Nguyễn cho chùa, làm quà cho các bé. Vậy thì sư có thể giới thiệu sư cũng như là nhà chùa này cho quý vị ân nhân biết được không ạ? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay đủ duyên lành các cô và quý cô quý chú đến trước là đến chùa, sau là thăm mấy ấm các cháu. Sư là sư cô Tắc Bảo, trụ trì ở chùa Pháp Tánh, cũng là quản lý ở mấy ấm An Lạc. Sư thay mặt các con ở chùa Pháp Tánh, mấy ấm An Lạc là cảm ơn Hội Bác Ái Francisco rất là nhiều, đã có lòng gửi tịnh tài cho các con. Một lần nữa là sư cảm ơn rất là nhiều và chúc cô Oanh được nhiều sức khỏe. A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa cô Oanh Nguyễn, với số tiền mà cô gửi cho các máy ấm thì chúng con đã lần lượt chuyển đến cho các máy ấm theo ý định của cô. Một lần nữa con xin được thay lời cho tất cả các máy ấm trong chương trình Nhịp Cầu Bé Mồ Côi, xin hết lòng cảm ơn cô cùng gia đình đã luôn quan tâm và quảng đại để giúp đỡ cho các bé. Con cũng xin cô và gia đình tiếp tục tin tưởng Hội Bác Ái Francisco và tiếp tục đồng hành với hội qua những tận tài tận vật để cho các bé được có được những bữa ăn ngon hơn, cho quý sư, quý thầy, quý cha có được những điều kiện để chăm sóc các bé mồ côi tốt hơn. Con cảm ơn sư phụ hôm nay rất là nhiều đã tiếp đón đoàn chúng con, mặc dù trễ nhưng mà chúng con được đến đây thăm chùa cũng là một cái duyên. Kính chúc sư phụ cùng những là tất cả mọi người trong chùa luôn được an lạc và được ơn trên gia độ cho mình, lúc nào mình cũng làm được việc tốt để cứu chúng sanh. Dạ, yeah. Cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ, 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 vâng. Luôn nhiều sức khỏe. Dạ, vâng, con cảm ơn sư nhiều.